cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 12 tháng 9, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương 7 năm 3 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Kinh Môn, đầu năm 2022, Trương Thị Hương sinh năm 1986, trú ở phường Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương, xây điện tại nhà ở khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành để hoạt động xem bói mê tín dị đoan, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền. Ngày 19 tháng 2 năm 2022, Trương Thị Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh Phạm Sơn Tê cùng thị xã Kinh Môn để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói để chiếm đoạt tiền. Hương đã xem bói cho anh Tê, đưa ra thông tin gian dối là nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh Tê sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh Tê tin lời Hương nói, lên chuyển khoản cho Hương hai lần tiền, tổng số là 62 triệu 500 nghìn đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết. Đến ngày 6 tháng 12 năm 2022, Trương Thị Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh Trần Thế Ích, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng, đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh Ích tin tưởng là nhà anh Ích bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn. Để giải hạn thì phải đưa cho Hương 180 triệu đồng để làm lễ cúng, giải hạn và gia đình anh Ích sẽ bán được nhà trong tháng 12 năm 2022. Nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm. Vợ chồng anh Ích tin là thật nên đã đưa cho Hương hai lần tiền, tổng số là 180 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã chi tiêu hết. Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh Tê và vợ chồng anh Ích là 242 triệu 500 nghìn đồng. Với hành vi này, Trương Thị Hương bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 3, điều 174 của Bộ luật hình sự. Trước đó, bị cáo Trương Thị Hương cũng bị Công an thị xã Kinh Môn xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu 500 nghìn đồng về hành vi gây mất an toàn an ninh mạng trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc và quy định của địa phương làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Hương đã nộp phạt xong. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 21 tháng 8, bị cáo Trương Thị Hương kêu oan không thừa nhận một số khoản các bị hại đã chuyển cho mình như cáo trạng nêu, hội đồng xét xử đã tuyên bố trả hồ sơ để điều tra vụ án bổ sung. Đến ngày 11 tháng 9, tòa mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Thị Hương. Sau hơn một ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương, danh xưng cô đồng bổ cau, 7 năm 3 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hương buộc phải trả lại số tiền lừa đảo cho gia đình vợ chồng bị hại là anh Trần Thế Ích, 34 tuổi ở Lê Chân, Hải Phòng, số tiền 170 triệu đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Lê Việt Nam, 44 tuổi, nhân viên y tế, trú tại phường 6, thành phố Đà Lạt, từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội gian lận bảo hiểm y tế. Theo kết quả điều tra từ năm 2021 đến năm 2023, Nam đã cấu kết với một số nhân viên bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế mà thực tế người bệnh không sử dụng, rồi chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế của bệnh nhân, sau đó mang đi bán lại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Quá trình điều tra củng cố hồ sơ gặp không ít khó khăn khi lượng tài liệu nhiều, phức tạp, đối tượng hoạt động chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế với phương thức thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh sát kinh tế đã củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố bị can theo quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự, quản lý quỹ bảo hiểm y tế, thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước. Liên quan vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Nguyên, 33 tuổi, bác sĩ chuyên khoa 1, và Hồ Đắc Tuấn, 36 tuổi, nhân viên khoa dược. Cả hai cùng công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để điều tra tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố nhóm thanh niên mang hung khí gây náo loạn trên đường, tông xe cướp tài sản của người đi đường. Ngày 12 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Công an quận Hải Châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh niên nói trên gây náo loạn đường phố, cướp tài sản của người đi đường. Trước đó, rạng ngày 9 tháng 9, nhóm thanh niên từ 17 đến 23 tuổi gồm Lê Minh Sinh, Kiều Minh Đạt, Huỳnh Văn Nhớ Hoài, Hà Hoàng Nguyên và Nguyễn Phạm Huy Hùng bàn bạc nhau mang theo hung khí đi đánh nhau.
Khi nhóm này di chuyển trên đường Bạch Đằng hướng về đường Như Nguyệt, quận Hải Châu, cả nhóm nghe tiếng nẹt pô, cầm vỏ chai bia, la hét của nhóm Trần Phước Lộc, 19 tuổi, trú ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, nên ra hiệu quay lại, cầm dựa, hù dọa đòi đánh. Lúc này, Sinh tông vào xe của Lộc khiến Lộc hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Sau đó, Sinh Đạt Hoài nảy ra ý định cướp xe của Lộc, chạy và mang cất giấu dưới chân cầu sông Hàn. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu tổ chức lực lượng xác minh, truy xét và xác định được nhóm thanh niên ở quận Sơn Trà đã có hành vi cướp tài sản. Căn cứ thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ đối với Sinh, Đạt Hoài cùng về tội cướp tài sản. Lực lượng chức năng cũng đã truy thu được xe máy của Lộc để phục vụ công tác điều tra. Theo kế hoạch, ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Ngọc Ngãi, 61 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, Võ Hoàng Danh, 48 tuổi, quê ở TP.HCM, Bùi Thị Tâm, 32 tuổi, quê ở Bến Tre, Mạc Văn Nguyện, 46 tuổi, quê Hải Dương và Lâm Vĩnh Nghi, 41 tuổi, quê ở TP.HCM về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong phiên tòa này sẽ có 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Theo cáo trạng, năm 2018, biết bà Trần Thị P đang thế chấp một thửa đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức để vay tiền ngân hàng và một người khác nên Danh và Tâm đã giới thiệu người này gặp ông Ngãi để vay tiền. Ngày 18 tháng 4 năm 2020, Danh và Tâm cùng bà P đến nhà ông Ngãi để thỏa thuận vay 19 tỷ đồng. Do ông ta không đủ tiền, ông Ngãi đã nhắn cho Nguyện đến bàn bạc thống nhất việc cho vay. Sau đó, những người này thống nhất Nguyện sẽ cho bà P vay 13 tỷ đồng và Ngãi, Danh, Tâm cho bà P vay 6 tỷ đồng cùng mức lãi suất 0,5% trên ngày. Nguyện bàn với Trịnh Tiến Dũng đang bị truy nã về việc cho bà P vay số tiền 13 tỷ đồng với lãi suất 0,5% trên ngày. Dũng đồng ý và giao cho Nghi và Nguyện, những người làm thuê cho Dũng, thực hiện việc cho vay và ký kết hợp đồng. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, những người này cùng bà P tới văn phòng công chứng để ký hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất vay 19 tỷ đồng. Sau khi vay tiền, bà P trả nợ và được ngân hàng giải chấp nhận chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi bà P đến ngân hàng để làm thủ tục vay tiền, ngân hàng từ chối cho vay khiến bà này không có tiền trả lại cho Dũng và Ngãi. Ngày 11 tháng 5 năm 2020, tiền lãi trong 19 ngày đối với khoản vay 13 tỷ đồng của Dũng là 1,2 tỷ, lãi suất cao nhất Bộ luật dân sự cho phép là 137 triệu đồng. Do bà P không có tiền trả lãi, Ngãi cho bà P vay để trả Dũng. Khoản vay 6 tỷ đồng của Ngãi có tiền lãi là 570 triệu đồng, lãi suất cao nhất theo Bộ luật dân sự quy định là 63,3 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, đến tháng 11 năm 2020, bà P ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất ở phường Thạnh Mỹ Lợi cho Ngãi và Bùi Thị Tâm. Đến tháng 12 năm 2020, bà P làm đơn tố cáo Ngãi, Dũng và đồng phạm về việc cho vay lãi nặng. Đối với Trịnh Tiến Dũng, hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Ngoài vụ án này, Trịnh Tiến Dũng còn được xác định là chủ mưu chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng trong vụ án xảy ra tại Cục Thuế TP.HCM và Thủ Đức House.